Trân trọng kính chào khán giả của VTV, Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình điểm tin trong ngày hôm nay là ngày thứ sáu, 20 tháng 10 năm 2003 Thưa quý vị, một ngày sau khi bà Sydney Power, cựu luật sư của ông Trump và là một trong 19 người bị truy tố trong cái vụ là âm mưu lật đổ kết quả bầu cử tổng thống năm 2020 tại tiểu bang Georgia ở nhận tội. Thì ngày hôm nay luật sư Kenneth Chesbro, một là người cũng là luật sư của ông Trump luôn, nhận tội như vậy ông là người thứ ba Người đầu tiên là ông Scott Hall Ông này là cái ông mà đi vào cái phòng đếm phiếu ở tại Georgia Người thứ nhì là bà Sydney Powell Và bây giờ ông Chespero là người thứ ba Đây là ba trong tổng số 18 người cùng với ông Trump bị truy tố Thì ông Chespero đó là trước đây đóng vai trò là tìm Cố vấn cho ông Trump tìm những đại cử tri giả Sau khi ông Trump thua ông Joe Biden năm 2020 À thì ông lập ra cái nhóm đại cử tri giả để bỏ phiếu trong ông Trump để tính lệch ngược kết quả bầu cử nhưng mà không xong Thì bây giờ ngày hôm nay ông đã nhận cái tội này sau khi bị à, coi như công tố viên tại Fulton à, County ở tại Georgia truy tố Như vậy trong trường hợp ông Jeff Spurrow, à, Ông sẽ ra tòa và sẽ coi như không bị tù ngày nào nhưng bị 5 năm thử thách, 5 năm coi như à, quản chế Làm 100 giờ community service tức là đi quét đường, quét lá ở xa lộ đó đóng ngàn tiền phạt. Và quan trọng hơn hết là phải viết một cái lời xin lỗi gửi đến toàn thể nhân dân tiểu bang ở uh, Georgia. Và cuối cùng là phải ra khai trung thực, chỉ có sự thật, không có gì khác ngoài sự thật ở bất kỳ một cái phiên xử nào sau này liên quan đến vụ ông Trump và 18 đồng phạm bị truy tố tội gian lận uh, âm mưu lật đổ uh, bầu cử năm 2020 như vậy là cái này cũng kẹt trong trầm là ông không biết là ông này sẽ khai cái gì rồi hôm qua thêm bà Sydney Powell nữa thì không biết là trong những ngày tới còn những người khác có ra khai nữa hay không à, ra mà nhận tội nữa hay không bởi vì khi mà nhận tội thì quý thường thường họ sẽ có cái thỏa thuận bên công tố là họ sẽ ra khai tất cả những gì mà họ biết và như vậy là cái những người còn lại không biết là khai cái gì thành ra là có khi cũng thôi nhận luôn cho rồi để mà được giảm án không có ngồi tù bị án treo 5 năm đóng năm ngàn đô thì cũng dễ thôi nhưng mà cái hơi kẹt là ra làm community service trăm giờ nhưng mà cái đó còn đau hơn đó là phải viết thư xin lỗi ở người dân Georgia đó liên quan đến chuyện mà chính quyền Joe Biden đề nghị kiểm soát các thông tin giả trên mạng xã hội đặc biệt là trên Twitter và Facebook cũng như YouTube thì hôm trước một số tiểu bang bảo thủ và cá nhân đã kiện ra tòa và nói rằng chính quyền khi mà yêu cầu các công ty làm như vậy tức là vi phạm quyền tự do ngôn luận của họ thì bên chính quyền Biden nói như này Chúng tôi đâu có làm đâu Chúng tôi chỉ có báo cho các công ty đó thôi Và các công ty đó thì cũng sợ bị phạt Cho nên ngăn chặn những thông tin giả Liên quan đến cuộc bầu cử năm 2020 Mà cho đến giờ phút này Vẫn có người nói rằng là ông Trump thắng ông Biden Đó là cái thứ nhất Cái thứ hai nữa là liên quan đến các cái tin Giả về Covid-19 Và thứ ba nó liên quan đến các tin giả Về Hunter Biden vụ hunter biden cho đến nay thì cho đến nay thì người ta mới nghi ngờ chứ chưa có tìm được cái gọi là uh, nòng súng có khói nòng súng có khói là theo văn chương của mỹ ta nói khi mà ta nghe đạn nổ đó à, ta đi tìm cái nòng súng là có khói là cái chỗ đó viên đạn bắn ra trong ví dụ một chục cây súng uh, ví dụ người ta nghe tiếng nổ thêm 10 người cầm súng không biết người nào người ta đi coi cái cây súng nào có khói tức là cây súng nó bắn nhưng mà bây giờ cũng chưa tìm được cây súng có khói luôn đó thì họ kiện như vậy thì hôm nay tối cao pháp viện tạm thời ra phán quyết là nghiêng về phía ông biden chính quyền bay lần tức là chính quyền lần vẫn tiếp tục được quyền kêu gọi các công ty mạng xã hội chặn những thông tin giả này ờ, ba người bỏ phiếu chống đó là thẩm phán Glenn Thomas thẩm phán uh, Alito Samuel Alito và thẩm phán Neil Gorsuch là cả ba người đều là bảo thủ ờ, ba người này cho rằng khi mà để cho chính quyền xem vào chuyện này tức là quý vị đã vi phạm quyền tự do ngôn luận của người dân đó sáu người kia thì bỏ họ họ bỏ phiếu đồng ý bên Biden nhưng mà đây chỉ là tạm thôi ngày 31 tháng 10 họ sẽ xử uh, chính thức tức là từ giờ đến 31 tháng 10 thì uh, các công ty mà mạng xã hội vẫn phải uh, tùy họ quyết định và chính quyền Biden vẫn có quyền tiếp tục yêu cầu các công ty này uh, gạn lọc những cái uh, thông tin giả ra thì chính quyền Biden bảo là chúng tôi đề nghị chúng tôi không làm gì cả đó là cái câu mà tranh luận uh, sáng ngày hôm nay khi mà tối cáo viện đưa ra phán quyết đó uh, Chúng ta cũng biết sáng ngày hôm nay dân biểu Jim Jordan của Đảng Cộng Hòa tiểu bang Ohio đã bị Đảng Cộng Hòa ngăn chặn không cho ra ứng cử nữa. Sau 3 vòng ứng cử chức chủ tịch hạ viện, ông đều bị gọi là lần nhiều nhất được có 200 phiếu thôi. À, lần thứ gì được 199 phiếu và hôm nay được con 195 phiếu. Họ bảo ông thôi đừng có ra nữa. Nhưng mà ngày hôm nay thì có một số vị dân biểu đồng viện với ông bên Đảng Cộng Hòa tố cáo là ông Jim Jordan và những người ủng hộ ông dùng cái chính sách gọi là đe dọa và gây áp lực với họ với người thân của họ Đó. Chính cái điều này đã gây phản cảm và một số người chống ông Đó. Thì uh, bây giờ họ không có ngại ngùng nữa Họ không khai luôn ví dụ dân biểu Don Bacon của tiểu bang Nebraska Ông nói rằng là vợ tôi đã bị những nhận những cú tách vô danh Và những khu điện thoại vô danh Bắt tôi bắt vợ tôi phải nói tôi thay đổi cái lá phiếu Bởi vì tôi không bầu cho ông Jordan Và điều này là sai và cái chuyện mà ăn hiếp vợ tôi là điều sai luôn đó là ông dân biểu don bacon của tiểu bang Nebraska. À, một người nữa là bà dân biểu Mariannette miller -Witt của tiểu bang iowa thì hôm nọ bà cũng đã đưa ra tuyên bố là bà nhận bà bị người ta đe dọa giết chết, chết. À, trong nhiều khu điện thoại và bà báo cái này cho fbi à, bà nói rằng một điều tôi có thể nói với quý vị là đây là ăn hiếp đây là gây áp lực tôi không thể chấp nhận được Người thứ ba là dân biểu Carlos Jiménez của tiểu bang Florida. Ông này nói như sau, ông Jordan nói với tôi là ông không phải là người đứng đằng sau các vụ này. Ông đã yêu cầu những người này ngưng không được áp lực với những người đó nữa. Nhưng nếu mà ông yêu cầu người ta ngưng lại, nhưng tại sao người ta không nghe ông? À, đó là ông dân biểu Carlos Jiménez đặt câu hỏi như thế. Ở một người thứ tư đó là dân biểu Ruth Figerson của tiểu bang Georgia. Ông này cũng không bỏ phiếu cho đoàn lần mà bỏ phiếu cho người khác trong cái vòng thứ nhì. Thì ông nói là gia đình ông cũng bị đe dọa giết chết. Ờ, ông nói rằng khi mà mở một cuộc vận động đe dọa và ghép lực như vậy đối với các thành viên uh, cùng đảng thì nó rõ ràng với tôi là uh, cái hội nghị cái nghị hội đảng cộng hòa không cần một người coi uh, một người gọi là uh, chủ tịch mà có cái tính cách gọi là đi ăn hiếp người khác như thế. Tại ý ông nói là đánh đã hiếp người ta thì anh không thể nào làm chủ tịch hạ viện được. Đó là theo lời ông Ferguson nói như thế. À, một uh, người nữa, một số người nữa thì họ cũng lên tiếng trong chuyện này nhưng mà ít nhất à đây một trên biểu đó là ông Steve Womack của Arkansas. Ông này cũng uh, bỏ phiếu chống ông Jordan. Ông cũng nói ông bị đe dọa luôn. Đó, và một người nữa là ông Ken Buck của tiểu bang Colorado. Đây là những người mà họ công khai. Họ nói rằng là ông uh, Jim Jordan hoặc những người ủng hộ Jim Jordan đã có cái cái gọi là cái chiến thuật uh, gây áp lực và đe dọa uh, mấy ông này thành ra mấy ông không bỏ phiếu liên quan đến vụ ông Alex Jones là cái người chủ cái chương trình Infowars trước đây chắc mình còn nhớ ông này bịa ra cái chuyện bảo là cái vụ mà bắn súng ở bên Sandy Hook ở Connecticut là không có là do chính phủ bịa ra và ông lên đài ông nói linh tinh trong mấy năm trời mà thân nhân của những em bé này chết họ yêu cầu ngưng không ngưng thì tòa đã phán quyết ông là phải bồi thường 1.1 tỷ đô la thì sau đó ông khai phá sản nhưng mà ông vẫn chi tiêu với một năm chi tiêu mấy trăm ngàn thì chuyện này được đưa ra tòa xử thì hôm nay thưa quý vị một cái quyết định của tránh án Christopher Lopez ở tại Houston đưa ra phán quyết cho biết cho dù ông John Khai phá sản chapter 11 hồi năm ngoái và mới đây uh, trong bản báo cáo uh, của luật sư cho thấy là ông chi ra tới 14 triệu đô la cho các luật sư Thành ra rõ ràng là ông vẫn có tiền và điều này mặc dù ông khai phá sản ông vẫn phải trả số tiền này và nó không bảo vệ cho ông để không trả những cái này Thì thưa quý vị ở Mỹ đó nó có cái trường hợp là khi mà chúng ta thua lỗ làm ăn thua lỗ gì ra mà chúng ta khai phá sản thì ra tòa đó thì thưa quý vị nếu mà các bác sản nó đúng Thì tất cả các nợ chúng ta đều được xóa Không ai được đòi ngoại trừ nợ của chính phủ Nhưng mà trong trường hợp này thì người ta phát hiện là Ông này trong năm trả cho luật sư tới 14 triệu đô la Bảo hết tiền đi Vẫn phải trả 1 tỷ 1 đô la Đó là theo phán quyết của tòa án uh, liên bang ở uh, Tại Houston, Texas Cách đây độ chừng một vài tuần Tôi có đưa tin cho quý vị là ở bên Thành phố Colorado Springs Người ta phát hiện một cái nhà quàn có 189 cái xác Bị vỡ ra ở đây cái nhà quan này đó là họ nhận cái uh, dịch họ có dịch vụ là để cho các cái xác này rửa tự nhiên, đó. Sau đó họ lấy cái cốt họ đưa vào uh, trong cái hộp và đưa thân nhân. thì từ hôm đó giờ bây giờ người ta cảnh sát tới người ta điều tra, người ta phát hiện ra nhà hàng này uh, nhà quàn này tên là Nature Funeral Home, đó. thì người ta phát hiện ra là ui giời ơi có nhiều cái cốt không có đúng, <laughs> tức là đưa lộn cốt, đó giời. bây giờ người ta báo cho các thân nhân của những cái này cho biết là cái cốt mà quý vị nhận được của người thân chưa chắc là cốt của người thân quý vị à, không hiểu sao cảnh sát phát hiện chuyện này nhưng bản tin của hãng AP cho biết là ngày hôm nay họ nói là 189 cái xác uh, đó và họ khám cái cách mà những người này lấy cốt đó thì nó không có mang tính chất gọi là khoa học uh, nó không có đầy đủ thì trong số 189 cái cốt này thì họ phát hiện là có tới 115 cái coi như đưa không đúng À, bây giờ không biết là đưa cho ai như thế nào Đó là một cái chuyện buồn cười xảy ra ở tại Mỹ Sang qua thưa quý vị à, Việt Nam và Trung Quốc Chắc quý vị cũng biết à, sáng nay quý vị nghe tin à Ngày hôm nay thì ông Võ Văn Thưởng Chủ tịch nước của Việt Nam đã về Sau khi đi qua Trung Quốc 3 ngày tham dự Hội nghị thượng đỉnh một phần đai một con đường Ông đã về tới Hà Nội Nhưng mà báo chí của Trung Quốc đưa tin á trong cái buổi gặp với ông tập cận bình thì ông tập cận bình có nhắc là hai nước không được quên ý định ban đầu về tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước đại khái nói là có gia tăng quan hệ gọi là đối tác toàn diện với mỹ nhưng mà không được quên trung quốc và ông võ văn Thưởng cũng xác định cái chuyện đó nhưng mà truyền thông trong nước thì không đưa tin cái câu này Đã. ý nói là ví dụ như ông 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 tập cận bình còn dặn thêm này đối mặt với tình hình quốc tế luôn thay đổi và nhiệm vụ phát triển trong nước đầy gian khổ hai nước không được quên ý định ban đầu về tình hữu nghị truyền thống đó rồi ông kêu hai bên nên tiếp xúc cho hai thế hệ trẻ này kêu lên thì đáng chú ý là sau khi bản tin này đưa ra thì trong nước cũng đưa bản tin đó là có một doanh nghiệp trung quốc muốn thầu làm đường sắt cao tốc bắc nam à bản tin của vn cho biết là tập đoàn này của trung quốc là tập đoàn cảng trung quốc tên là viết tắt là check csec và người đứng đầu giám đốc tổng công ty này là bạch ngọc chiến đại diện tập đoàn này đã đưa ra cái đề nghị này khi gặp ông Nguyễn Chí Dũng là Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Việt Nam, ông Nguyễn Chí Dũng phát tháp tùng ông võ văn thưởng sang Trung Quốc, Đó. thì hai ông này à, gặp nhau, thì tập đoàn xây dựng giao thông Trung Quốc đã hoạt động tại Việt Nam từ năm 96 cho đến nay theo bạch cọc chiến chủ tịch tập đoàn này tập đoàn đã thực hiện hơn 20 dự án cơ sở hạ tầng năng lượng như cao tốc Hà Nội Hải Phòng, cảng cái mép Thị Vải, nhiệt điện Vĩnh Tân Bình Thuận và các dự án điện gió sắp tới đây thì doanh nghiệp muốn được tham gia các dự án lớn tại Việt Nam trong đó có kế hoạch phát triển đường sắt cao tốc Bắc Nam. Đây là dự án quan trọng, chiều dài hơn 1.500 km đi qua 20 địa phương với tổng mức đầu tư là hơn 61 tỷ đô la. Dự án này được Bộ Chính trị, Đảng Cộng sản Việt Nam xác định là trục xương sống, khai thác các tuyến đường sắt hiện có, kết nối các tuyến đường sắt đô thị, trung tâm kinh tế lớn, đầu mối vận tải trong nước và liên vận quốc tế. Thế nhưng mà ngoài ra thì doanh nghiệp này còn đề nghị một số dự án khác nữa để họ tham gia ví dụ như dự án cao tốc Sài Gòn Trung Lương mở rộng tức là Sài Gòn Trung Lương bây giờ nó hẹp bây giờ mở rộng đó. Đó, không có cái đường mà để emergency rồi Sài Gòn Mộc Bài Đồng Đăng ở tỉnh Lạng Sơn và Trà Lĩnh Cao Bằng rồi các dự án phát điện gió đó họ muốn vô nhiều cái dự án sau khi là ông tập mình nhắc nhở ông võ văn thưởng đó thì ông bạch tộc chiến cũng đề nghị với ông ông ông, ông uh, nguyễn trí dũng liền nhưng mà ông nguyễn trí dũng trả lời ông khôn ông nói nè Việt Nam khuyến khích các tập đoàn có năng lực về tài chính, công nghệ và trình độ quản lý cao tham gia đấu thầu các dự án hạ tầng trọng điểm. Hoan nghênh kế hoạch mở rộng đầu tư của tập đoàn, nhưng Bộ trưởng cũng đồng thời chỉ rõ, tôi là ông Nguyễn Chí Dũng chỉ rõ những hạn chế trong một số dự án hạ tầng mà doanh nghiệp Trung Quốc đã thực hiện thời gian qua. À, ông nói, chúng ta hiểu là trong đó chẳng hạn có cái vụ mà uh, cái gì đường xe điện Cát Linh ở H H H Hà Nội uh, bị đội vốn rồi xây rồi bị tùm lum ra nhà thầu Trung Quốc quậy và có một cái dự án nữa, nhà máy găng thép Thanh Nguyên hai mà trong đó dính đến ông Hoàng Trung Hải hồi trước Ủy viên Bộ Chính trị là Bí thư Thành ủy Hà Nội ờ, hồi ông làm Phó Thủ tướng bị dính cái đó. đó thì ông Dũng không nhắc nhưng mà nhắc vậy chúng ta hiểu rồi đó thì uh, ông Dũng cũng nói thêm nè ờ, phương án phương châm mà chia sẻ hợp tác hỗ trợ bổ sung cho nhau cùng thắng thì tập đoàn xây dựng giao thông Trung Quốc không chỉ là nhà thầu lớn mà còn phải là nhà thầu đư, đầu tư chiến lược tại Việt Nam. Tập đoàn này cần chia sẻ kinh nghiệm đào tạo nhân lực chuyển giao công nghệ để Việt Nam phát triển và quản, quản lý hệ thống kết cấu hạ tầng hiệu quả bền vững góp phần cụ thể hóa chủ trương hợp tác kết nối phát triển hạ tầng và lãnh đạo hai nước Việt Nam Trung Quốc đã thống nhất. Đó. Thì đây là cái chuyện chúng ta thấy không? Ông Tập Cận Bình vừa mới nhắc nhở ông Võ Anh Thường cái là ông bạch học tiến cài rồi nè, chúng làm cái đường sắt Bắc Nam đường sắp có làm thì ông, ông 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 dũng ông nhắc khéo là hồi trước anh làm cũng có nhiều vụ đó là không có chất lượng mà nói thẳng là vậy nhưng mà cái này đó nó hơi kẹt ở cái chỗ là thế này ờ, Trung Quốc thì muốn làm cái này nhưng mà trước đây Việt Nam lại muốn Nhật làm cũng tờ VN Express vào năm ngoái ngày sáng năm hai tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai tờ báo đưa tin lãnh lãnh đạo chính phủ đề nghị ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam nghiên cứu phát triển đường sắt cao tốc Bắc Nam. Thì bản tin cho biết là tại buổi tiếp ông Meda Takadashi, chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản gọi tắt là JBIC, thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ phát triển đường sắt cao tốc Bắc Nam có thể theo tinh thần từng đoạn dễ trước khó sau, vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Đó. Thì ngoài dự, sách đường, dự, ngoài dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam, Thủ tướng đề nghị Nhật và JBIC thúc đẩy chương trình hợp tác Oda thế hệ mới mà thủ tướng hai nước đã trao đổi trong lúc mà ông ông ông, ông gì ông chính đi qua dự hội nghị thượng đỉnh G7 hồi năm ngoái chắc mình còn nhớ thúc đẩy chương trình hợp tác đó. thì thủ tướng đề nghị Nhật và JBIC giúp đỡ Việt Nam tiếp cận khoản trợ hỗ trợ 10 tỷ đô la và lúc đó thì ông chính nói là cái dự án đường sắt này là ngày dài 1.550 km và tổng vốn đầu tư là khoảng năm mươi mấy tỷ đô la thì bây giờ hồi đó là là bao nhiêu năm mươi năm tám tỷ đô la thì nãy sáu một tỷ đô la thì nó trầm chèm tí xíu đó và tốc độ là ba trăm năm mươi cây số giờ đó tốc độ khai thác là ba trăm hai mươi cây số giờ đó thì quý vị thấy đó là uh, hôm trước ông chính ông định là mời ông nhật làm vay tiền ông nhật bây giờ ông trung quốc thì ông lại muốn làm sau khi mà ông thưởng và bên uh, Trung Quốc giữ hội nghị bộ hành tham con đường thì không biết là ông uh, Việt Nam sẽ tính như thế nào và họ có làm hay không. Và cuối cùng thưa quý vị mạng xã hội Việt Nam đang xôn xao một cô bé 18 tuổi ở uh, tỉnh Vĩnh Long. Cô này tên là cô bé gọi là bé Mai tức là Nguyễn Thị Ngọc Mai vừa mới ăn hết hai khay gà chiên à do chủ tập đoàn à uh, bán gà chiên uh, thách thức và cô thắng 280 đô la tức là tương đương 5 triệu đồng Việt Nam. À, cái ông này là cái ông Lý Lê Tự Trọng chủ cái hệ thống thương hiệu gà rán FKT. À, cô ông nói với cô là "Hey, cô có 90 phút để ăn hết." Nhưng mà mới 55 phút là cô ăn hết và uống bốn ly nước ra đây quý coi, ăn hết hai khay gà rán ông ngồi ông chọc quê ông nhìn ông cầm tiền cuối cùng cũng phải thua đó. sau đó cũng bị người ta chỉ trích là tại sao không để người ta ăn một cái chọc quê bảo nhưng mà tôi vẫn chung tiền đầy đủ bây giờ ông nói rằng nếu mà ăn ba khay đó thì ông có thể trả ông cho số tiền còn nhiều hơn nữa nhưng không biết là cô mai có ăn hay không nhưng mà cô bé mai này là ai như tôi nói cô tên nguyễn thị ngọc mai cư dân ở vĩnh long năm nay 18 tuổi cô cho biết là cô đang học năm thứ nhất ngành dược trường đại học trà vinh Ờ, cô không nghĩ là cô ăn được nhiều vậy quý ấy năm trước đó là năm 15 tuổi cô đã cân nặng gần 100 kg bởi vì các mỗi ngày ngoài những bữa cơm chính cô còn ăn rất nhiều những suất ăn vặt đến năm 17 tuổi cô bắt đầu hành trình giảm cân thì sau đó cô thường xuyên chạy bộ tập thể nên cơ thể thon gọn hơn hẳn đã. nhưng mà không hiểu sao cái bao tử nó vẫn to <laughs> thì cô bắt đầu cô đi ăn thử ở mấy quán mấy quán Việt Nam hay có màn mà thách thức ra ăn nhiều hay không đó một lần ở Cần Thơ cô tò mò cô ăn một tô mì cay khủng à, cô thắng và cô được một triệu đồng rồi sau đó có lần người, người ta thấy chức cô uống 13 lon bia trong vòng 60 phút mới 15 phút cô dớt hết 13 lon luôn à. rồi dần dần cô thắng những cuộc thi ăn và cô cô bảo bây giờ tôi đi ăn cái này để tôi kiếm tiền một tháng tôi kiếm mười mấy hai chục triệu rồi có một lần cô thắng đến 30 triệu đồng sau khi ăn hết hai tô bún sữa nặng gần 5 kg uống ba chai nước ngọt trong 80 phút à. bây giờ vừa rồi là dớt hai khay <laughs> gà chiên cô bảo thôi bây giờ chắc cũng bớt bớt chứ ăn kiểu này thì nguy hiểm quá <laughs> đi ăn vừa được ăn vừa có tiền nhưng mà ăn nhiều quá không tốt cho cơ thể đó là bé Mai đó là người ta gọi ở trên mạng cô tên là Nguyễn Thị Cẩm Mai cư dân Vĩnh Long đang học năm thứ nhất đại học dược ở tại Đạp ở Vĩnh Long và đó là tin đáng chú ý trong ngày hôm nay gửi đến cho quý vị cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình chúng tôi xin hẹn gặp vào chương trình như sau